Các bạn thân mến, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hàng loạt các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc đã dịch chuyển khỏi đất nước này và tìm một bến đỗ mới cho mình. Vậy nên Ấn Độ đã nuôi tham vọng muốn thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng sản xuất mới của thế giới trong tương lai gần. Nước này đã và đang tận dụng mọi lợi thế sẵn có của mình để tăng cao sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, đồng thời mạnh tay áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư từ nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu Ấn Độ muốn trở thành người thay thế cho Trung Quốc thì cần phải vượt qua một đối thủ nặng ký khác, đó là Việt Nam. Bởi vì so với Ấn Độ, Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện hấp dẫn hơn để quyến rũ các nhà đầu tư nước ngoài. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích chi tiết một bài viết được đăng tải trên trang Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga vừa qua. Nó có tiêu đề là Ấn Độ cần đánh bại Việt Nam trước khi muốn xoán ngôi Trung Quốc, khiến người ta cảm thấy hết sức tò mò. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, vào ngày 2 tháng 4 năm 2024 vừa qua, trang tin Sputnik đã gây chú ý khi đăng tải bài viết nêu trên với nội dung như sau. Nếu Ấn Độ muốn vươn lên, trở thành nhà sản xuất hàng đầu châu Á trước làn sóng các nhà máy chuyển dịch khỏi Trung Quốc, thì trước hết, quốc gia Nam Á này phải đánh bại được Việt Nam. Từ đây, các nhà phân tích đã tóm lược lại các vấn đề lớn nhất mà Ấn Độ cần giải quyết để có thể cạnh tranh sòng phẳng, ngang bằng hoặc vượt qua Việt Nam. Trong đó, việc cắt giảm thuế nhập khẩu và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Bởi vì, mức thuế nhập khẩu của các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông của Ấn Độ hiện lên tới 10%. Theo ông Andy Hall, giám đốc đầu tư của VinaCapital đánh giá, mức thuế này cao hơn thuế nhập khẩu trung bình của Việt Nam khoảng 5% chứ không hề ít ỏi gì. Được biết, mức thuế nhập khẩu của Ấn Độ được áp dụng nhằm bảo vệ các nhà sản xuất nội địa, nhưng việc giảm thuế nhập khẩu sẽ là một trong những phần quan trọng giúp cho Ấn Độ thu hút các công ty nước ngoài đến sản xuất hàng hóa tại nước mình. Dường như cũng hiểu được điều đó, cho nên vào tháng 1 vừa qua, Ấn Độ đã giảm thuế nhập khẩu đối với một số linh kiện kim loại và nhựa được sử dụng để sản xuất điện thoại di động từ 15% xuống 10%. Điều đó mang lại lợi ích lớn cho công ty như là Apple và Dixon Technologies, cũng như là các nhà sản xuất điện thoại cho Xiaomi, Samsung và Motorola. Nhưng mà ông Andy Hall cũng cảnh báo rằng, việc giảm thuế nhập khẩu không phải là lợi thế bền vững trong việc thu hút đầu tư FDI về lâu dài. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng của nước này vẫn còn khiêm tốn so với khát vọng trở thành một nền kinh tế phát triển vào năm 2047. Nó khiến cho thời gian vận chuyển và giao hàng bằng đường bộ kéo dài hơn bình thường. Còn trên con đường thủy trải dài, tình trạng trên có phần nghiêm trọng hơn, bởi vì nếu như một con tàu ở Singapore có thể dỡ hàng trong 8 giờ và được đưa lên xe vận tải đến các nhà máy tiềm năng ngay sau đó, thì con tàu tương tự ở Ấn Độ sẽ bị mắc kẹt trong một nhà kho bất kỳ suốt nhiều ngày liền. Chính vì vậy, chính phủ liên bang cần phải chi khoảng 2,55 nghìn tỷ ruby, tức là 30,7 tỷ đô la, để cải thiện hệ thống giao thông đường bộ, đồng thời chi thêm nhiều nghìn tỷ ruby nữa để cải thiện toàn diện các tuyến đường vận tải lẫn cơ sở vật chất của mình. Mục đích chính là tăng cường tối đa hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng nước nhà. Nhưng mặc dù là như vậy thì Việt Nam vẫn còn một lợi thế quan trọng khác so với Ấn Độ. Đó là nước này có các quy định chính sách đơn giản hơn so với đối thủ rất nhiều. Theo ông Mukesh Aghi, chủ tịch kiêm CEO của Diễn đàn Đối tác Chiến lược Mỹ-Ấn cho biết, quốc gia Nam Á này có 29 bang và mỗi bang có thể có chính sách khác nhau. Nhưng Việt Nam thì không như thế và luôn áp dụng các quy định chính sách thống nhất trên cả nước. Riêng ông Nari Viswanathan, giám đốc cấp cao về chiến lược chuỗi cung ứng tại công ty phần mềm Kalpa thì cho rằng Việt Nam chiếm thế thượng phong hơn Ấn Độ khi nói về lợi thế kinh tế nhờ quy mô sản xuất cũng như nguồn lao động thủ công dồi dào. Như vậy, có thể thấy lý do khiến cho các chuyên gia tin rằng Việt Nam đang trở thành đối thủ nặng ký của Ấn Độ trên con đường trở thành công xưởng của thế giới nằm ở mức thuế nhập khẩu thấp hơn Ấn Độ và sự phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu tốt hơn nước này. Song song đó, Việt Nam còn có lợi thế lớn về quy mô nền kinh tế và nguồn nhân công giá rẻ dồi dào. Đây là những điều mà chúng ta không thể nào phủ nhận khi nhìn vào những con số thống kê kể trên. Nhưng ngoài ra thì còn có nhiều lý do khác khiến cho Việt Nam trở thành ứng cử viên sáng giá hơn hẳn Ấn Độ khi này. Đầu tiên là về lĩnh vực xuất nhập khẩu. Theo các số liệu thống kê của Sputnik cho thấy, Việt Nam vẫn đang dẫn trước đối thủ của mình với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt tổng cộng 96,99 tỷ đô la. Nhưng Ấn Độ chỉ đạt mức 76,65 tỷ đô la trong cùng thời điểm.
Vậy nên có thể nói Việt Nam sở hữu riêng cho mình thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng mở hơn nhiều so với Ấn Độ. Nó khiến cho các nhà đầu tư cảm thấy rằng việc mở rộng sản xuất tại Việt Nam sẽ ít rủi ro hơn Ấn Độ, nên ít nhiều sẽ có phần thiên vị đất nước hình chữ S hơn bình thường. Ngoài ra, thì theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, giáo sư Nguyễn Mại cho biết Việt Nam còn nắm trong tay hàng loạt những lợi thế nổi bật khác như là chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, mở ra môi trường đầu tư thuận lợi và nền chính trị cực kỳ ổn định được nước nhà đảm bảo cho các doanh nghiệp nước ngoài. Theo đó, các nhà đầu tư đến với Việt Nam sẽ được tạo mọi điều kiện tốt nhất để đăng ký sản xuất kinh doanh, thuê mướn đất đai, xây dựng nhà máy và tận hưởng triệt để các ưu đãi miễn giảm thuế phí theo quy định chung. Chúng đã và đang được duy trì ổn định sau nhiều năm triển khai nhờ vào một bộ máy chính quyền thống nhất, đoàn kết và sự ủng hộ đồng lòng của người dân Việt Nam luôn tin vào các nhà lãnh đạo của mình. Chính điều này đã giúp Việt Nam xây dựng được thiện cảm và lòng tin lớn với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhờ vậy mà số lượng các nhà đầu tư rót vốn vào Việt Nam liên tục tăng nhanh suốt nhiều năm liền. Chúng ta sẽ thấy được điều này rất rõ khi mà nhìn vào tổng nguồn vốn FDI mà Việt Nam nhận được cho mình. Chỉ tính riêng trong năm ngoái, trang tin Sputnik cho biết, Việt Nam đã thu hút hơn 36,6 tỷ đô la vốn FDI, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2022, bất chấp các bất ổn và tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu. Còn nếu chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã hút hơn 6 tỷ đô la vốn FDI, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm vừa rồi. Theo đó, thì Cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam bà Nguyễn Thị Hương đã phát biểu tại buổi họp báo công bố số liệu kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 của nước nhà rằng, những năm qua, dù dòng vốn đầu tư thương mại và đầu tư của thế giới rất hạn hẹp, nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nó được thể hiện rõ ràng thông qua nguồn vốn FDI liên tục tăng nhanh tại Việt Nam trong các năm liền. Xu hướng trên được dự đoán là sẽ ngày càng nở rộ hơn khi Mỹ quyết liệt thúc đẩy chiến lược Friendshoring để dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng sang các nước thân thiện với mình. Trong đó, Việt Nam được xem là ứng cử viên sáng giá hàng đầu khi mối quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Washington đã được nâng lên tầm cao mới, khiến hàng loạt những doanh nghiệp Mỹ phải quan tâm đến lĩnh vực đang thu hút đầu tư của đối tác nước nhà, đặc biệt là các lĩnh vực đầu tư năng lượng, chất bán dẫn, kinh tế số, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, khách sạn, du lịch và cơ sở hạ tầng. Điều này giúp cho Việt Nam ngày càng trở thành mắt xích quan trọng đối với Hoa Kỳ và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời khẳng định được vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế hiện giờ. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai nước Việt-Trung liên quan đến vấn đề Biển Đông đang tạo ra lợi thế lớn cho Ấn Độ vào thời điểm nhạy cảm, bởi vì nó khiến cho Việt Nam và Trung Quốc chậm đưa ra các quyết định hợp tác quan trọng bởi những tính toán chính trị của riêng mình, qua đó giúp Ấn Độ trở thành một sự lựa chọn lý tưởng hơn cho Hoa Lục, chứ không phải là quốc gia láng giềng. Nói tóm lại, Việt Nam quả thật có lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài lớn hơn Ấn Độ rất nhiều. Tuy nhiên, Việt Nam lại đang gặp phải những bất lợi lớn trong mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc, khiến năng lực cạnh tranh bị ảnh hưởng rất nhiều. Và chính vì vậy mà Việt Nam nên tìm cách vượt qua thách thức để khẳng định mình trước đối thủ đáng gờm. Như chúng ta cũng biết, từ trước năm 2007, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam luôn thấp hơn Ấn Độ. Và trong khoảng hơn một thập kỷ qua, nền kinh tế Ấn Độ cũng luôn tăng trưởng cao hơn Việt Nam, giúp nó lọt vào top đầu châu Á. Vậy nên trước đây người ta thường cho rằng Việt Nam không có cửa để so với nước này. Nhưng rồi, thời thế đã thay đổi. Giờ đây vị trí của hai quốc gia đã bị đảo ngược, khiến ai nấy cũng đều không khỏi bất ngờ khi thu nhập bình quân của Ấn Độ hiện tăng trưởng khá chậm và chỉ bằng 1/2 Việt Nam. Điều này rất dễ dàng được nhìn thấy khi chúng ta quan sát cuộc sống thực tế của người dân tại hai nước hiện giờ. Vậy nên mới đây thì một người dùng trang mạng jihu.com của Trung Quốc đã cho đăng tải topic có tiêu đề "Tại sao Việt Nam phát triển nhanh như vậy?" để tìm hiểu lý do vì sao đất nước hình chữ S lại có sự bứt tốc ngoạn mục trước một Ấn Độ có hàng ngàn lý do để phát triển như sóng thần. Rất nhanh chóng, câu hỏi trên đã được thu hút rất đông đảo những bình luận của cư dân mạng gần xa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những câu trả lời nổi bật nhất để hiểu rõ hơn về câu chuyện vừa rồi. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé. Vâng, phía dưới câu hỏi được đưa ra thì tác giả Topic đã nói thế này: "Tôi thấy GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay là hơn 4.000 đô la Mỹ, về cơ bản thì gấp đôi Ấn Độ. Tôi nhớ không lầm là cách đây không lâu thì con số này ở Ấn Độ và Việt Nam gần như giống nhau. Tại sao Việt Nam lại phát triển nhanh thần kỳ như vậy?"
Vâng, đứng trước câu hỏi trên có rất nhiều câu trả lời được hồi đáp và đáng chú ý nhất chính là quan điểm cho rằng vì Việt Nam bắt chước Trung Quốc nên mới có được thành tựu đáng tự hào nêu trên. Chẳng hạn như một bạn đọc có tên nickname là Rất Thất Vọng về thế giới viết thế này: bởi vì Việt Nam sử dụng mô hình kiểu của Trung Quốc, một người mẫu điển hình của Trung Quốc. Đồng ý với quan điểm trên thì cư dân mạng có tên là Ánh Sáng và Bóng Tối tiếp lời: vì Việt Nam là một tiểu Trung Quốc khác, họ đã sao chép mô hình Trung Quốc trong mọi việc và có lẽ bạn chắc chắn không muốn nghe câu trả lời này đâu nhỉ. Còn nếu nói cách khác thì Việt Nam cũng nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản nên phát triển rất nhanh, bạn nghĩ sao? Nghe qua khẩu khí của các cư dân mạng vừa rồi, nhiều người nhanh chóng nhận ra rằng họ hầu hết đều là người Trung Quốc, luôn có tư tưởng nước lớn trước Việt Nam. Họ dùng một thái độ bỡn cợt để nói về thành tựu của Việt Nam, giống như thể là đất nước hình chữ S đang đánh cắp chất xám của nước mình để đưa nền kinh tế nước nhà đi lên tầm cao mới vậy. Vâng, quả thật là chúng ta không thể phủ nhận rằng là Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia láng giềng có đường biên giới tiếp giáp nhau. Việt Nam cả trong quá khứ lẫn hiện tại đã chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc cùng với hàng ngàn năm Bắc thuộc, đồng hóa. Hơn nữa, Việt Nam cũng giống như Trung Quốc đang theo đuổi chế độ chủ nghĩa xã hội với Đảng Cộng sản lãnh đạo duy nhất. Nhưng không thể vì thế mà cư dân mạng nước này có thể nói Việt Nam hoàn toàn sao chép mô hình phát triển kinh tế của nước mình được. Bởi vì chúng ta nên biết rằng Việt Nam và Trung Quốc có sự khác biệt lớn về quy mô dân số, đặc điểm dân cư và nhất là sự lãnh đạo hiệu quả của những người đứng đầu đất nước. Cụ thể hơn là cùng với dân số đông, Trung Quốc có sức hút lớn về thị trường và nguồn lao động, cả lành nghề lẫn phổ thông. Thời kỳ phát triển hòa bình lâu dài của Trung Quốc cũng khiến cho hệ thống chính trị của họ ít phải quan tâm tới di sản chiến tranh và tập trung hơn vào việc phát triển đất nước. Còn trong khi đó, Việt Nam có dân số ít hơn, gánh nặng dân số nhẹ nhàng hơn, giúp khả năng tổ chức nguồn lao động trở nên nhanh nhẹn hơn. Và bên cạnh đó thì Việt Nam còn có một lợi thế lớn là người đến sau nên có thể nghiên cứu chuyên sâu và rút ra nhiều kinh nghiệm vàng từ những cải cách của Trung Quốc để phòng tránh có những sai lầm cho mình. Điều này đã giúp chính phủ Việt Nam có được tầm nhìn rộng mở. Nhờ vậy mà khả năng tổ chức kinh tế và lãnh đạo của những người đứng đầu nhà nước Việt Nam cũng được đảm bảo hiệu quả hơn rất nhiều so với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Vậy nên có thể nói là nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế có sự đổi mới không ngừng nên rất phù hợp với thời đại. Việt Nam không đi theo mô hình kinh tế kiểu dập khuôn của Trung Quốc mà sự sáng tạo riêng để phù hợp với điều kiện phát triển của nước nhà. Thiết nghĩ các cư dân mạng đưa ra những bình luận thiếu thiển cận nêu trên nên bớt vênh váo và tự hào thái quá về đất nước của mình. Thay vào đó, các bạn nên mở rộng tầm nhìn, giống như là anh bạn này. Đúng là trước năm 2007, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ vẫn cao hơn Việt Nam với 1.028 đô la Mỹ so với 906 đô la Mỹ. Nhưng từ năm 2008, khi Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì Việt Nam hầu như rất ít bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái này. Nhờ vậy mà Việt Nam đã bắt đầu vượt qua Ấn Độ và duy trì nó cho đến tận bây giờ. Nhưng chúng ta cần biết rằng, mặc dù GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ từ năm 2009, nhưng sự chênh lệch đó không lớn và gần như chỉ ở mức tương đương. Cho đến năm 2011, khi mà Ấn Độ trải qua một đợt khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khác, thì Việt Nam mới nới rộng được khoảng cách. Và điều này tiếp tục lặp lại vào năm 2021 khi mà kinh tế Ấn Độ gặp khủng hoảng trước đại dịch Covid-19 và đạt mức tăng trưởng âm đến 8,2%, trong khi Việt Nam lại bị ảnh hưởng nhẹ hơn rất nhiều. Theo đó, nền kinh tế Việt Nam chỉ phát triển chậm lại và vẫn tăng trưởng dương ở mức là 2,91%. Nó tiếp tục giúp Việt Nam gia tăng khoảng cách đáng kể với nước bạn của mình. Và kết quả là vào năm ngoái, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã đạt hơn 4.100 đô la Mỹ, còn Ấn Độ chỉ đạt 2.400 đô la Mỹ mà thôi. Nó cho thấy thu nhập bình quân của Việt Nam đã cao gần gấp đôi Ấn Độ hiện giờ. Chính vì vậy có thể nói là nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng thiếu ổn định hơn, cho nên nước này thường rơi vào tình trạng suy thoái theo chu kỳ. Nó đã khiến cho Ấn Độ bị Việt Nam bỏ xa về thu nhập trung bình và hiện nay thì Việt Nam rõ ràng là thịnh vượng hơn Ấn Độ rất nhiều. Bởi vì trong khi người Việt Nam hiện có mức sống tốt, sức chi tiêu cao tương đương với Trung Quốc cách đây 10 năm, thì Ấn Độ chỉ tương đương với Trung Quốc cách đây 20 năm. Nghĩa là Việt Nam đã đi trước Ấn Độ ít nhất là 10 năm trời. Hơn nữa là giữa Ấn Độ và Việt Nam còn có sự khác biệt về cơ cấu kinh tế. Đầu tiên là về Việt Nam, trong 3 thập niên qua thì đất nước hình chữ S đã tập trung xây dựng kinh tế dựa trên quá trình công nghiệp hóa, trong đó ưu tiên vào sản xuất với định hướng xuất khẩu các sản phẩm ở trong nước ra nước ngoài, song song với quá trình dịch chuyển hoạt động sản xuất liên tục. Và nếu như trước năm 2007, Việt Nam vẫn là một quốc gia xuất khẩu chủ yếu các sản phẩm công nghệ cấp thấp như là dệt may,
giày dép với kim ngạch xuất khẩu hàng năm dưới 48 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 371,9 tỷ đô la Mỹ, với các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là hàng máy móc, thiết bị điện tử và linh kiện cao cấp hơn. Và cũng trong năm này, chỉ tính riêng các thiết bị điện tử và linh kiện cao cấp, nó đã chiếm đến hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước hình chữ S. Còn trong khi đó, xuất khẩu của Ấn Độ đã đạt 155 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần Việt Nam vào năm 2007. Nhưng mà cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ gần như đã không thay đổi trong 10 năm qua, với các sản phẩm chính vẫn là hàng điện tử, dệt may và khoáng sản thô. Nó cho thấy là trình độ công nghiệp không hề tiến bộ của quốc gia đông dân này. Và lý do thứ ba khiến Việt Nam bỏ xa Ấn Độ là vì đất nước hình chữ S hiện đã bắt kịp và thậm chí là đã vượt qua nước bạn về công nghệ 5G. Vì thực tế cho thấy, chính sự hạn chế trong việc nâng cấp công nghệ đã cản trở sự tăng trưởng ổn định trong dài hạn của Ấn Độ, kéo theo đó là tình trạng thâm hụt thương mại lớn khiến họ không có thu nhập bền vững từ xuất khẩu để đầu tư cơ sở hạ tầng. Vậy nên Ấn Độ luôn phải vay tiền để xây dựng các thứ, làm gia tăng gánh nặng nợ nần. Cứ cách vài năm, khi nợ công vượt ngưỡng không thể vay mượn thêm được nữa, thì Ấn Độ lại xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài. Theo đó, GDP của họ lại tăng trưởng chậm chạp hoặc tăng trưởng âm trong một vài năm trước khi trở lại mức tăng trưởng cao nhờ bù lỗ đầu tư trong nước. Nhưng cho dù có nhận ra điểm yếu của mình, thì giới lãnh đạo Ấn Độ vẫn không hề thay đổi cơ cấu kinh tế trong suốt 3 năm qua để phục hồi tăng trưởng ngay tức thì. Đây chính là nguyên nhân thứ tư dẫn đến sự tụt hậu của quốc gia này. Ngoài ra, khi mà tình trạng thâm hụt thương mại lớn diễn ra tại Ấn Độ, nó sẽ khiến cho đồng nội tệ của nước nhà giảm giá mạnh. Vậy nên, nếu tính tăng trưởng GDP theo đồng nội tệ thì dĩ nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ khá tốt. Nhưng khi quy đổi ra đô la Mỹ thì nó thường tăng trưởng thấp hơn thực tế rất nhiều. Ngược lại, do Việt Nam xuất khẩu mạnh, xuất siêu lớn nên tăng trưởng GDP theo đô la Mỹ của Việt Nam luôn cao hơn so với Ấn Độ. Một nguyên nhân khác khiến cho GDP bình quân đầu người của Anh Ấn tăng trưởng chậm hơn Việt Nam gấp mấy lần. Và nguyên nhân cuối cùng đó là vì tốc độ tăng trưởng dân số của Ấn Độ hiện cao hơn kha khá so với Việt Nam. Bởi vì tỷ lệ sinh tại Ấn Độ hiện nay là 2,63 trẻ em trên một phụ nữ, còn Việt Nam chỉ có 1,94 mà thôi. Nó khiến cho mức tăng trưởng kinh tế của quốc gia đông dân bị đánh giá thấp hơn Việt Nam khi mà chia tổng thu nhập cho tổng dân số nước này. Và đây là mối quan hệ tương quan giữa tổng khối lượng và thu nhập bình quân đầu người. Quả thật là những gì mà anh bạn trên vừa nói là hoàn toàn không sai. Ấn Độ đã và đang phải mắc rất nhiều sai lầm nghiêm trọng khiến cho nền kinh tế quốc gia bị giảm tốc không phanh. Còn trong khi đó, Việt Nam đang tận dụng rất tốt các thế mạnh của riêng mình để phát triển nền kinh tế mở cửa một cách toàn diện. Và điều này giúp cho chính phủ Việt Nam gia tăng thu nhập và cả mức sống cho người dân nước mình. Thiết nghĩ là Ấn Độ nên học hỏi những cái hay, cái tốt của Việt Nam đi để thoát khỏi tình cảnh như hiện tại. Còn Việt Nam thì cũng nên tự đánh giá lại chính mình để tìm ra những khuyết điểm, những hạn chế và khắc phục ngay nếu muốn phát triển hơn nữa trong một tương lai gần.